Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ đóng hồi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung bác sĩ Nguyễn Văn Thạch, người chồng tài giỏi lớn hơn 21 tuổi của biên tập viên Vân Anh. Xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình, nhưng biên tập viên Vân Anh lại là người khá kín tiếng về đời tư. Được biết, chồng của biên tập viên Vân Anh là một người đàn ông đa tài hơn cô 21 tuổi. Chồng của biên tập viên Vân Anh chính là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1954, từng đảm nhận chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức và được Bộ Y tế trao tặng bằng khen vào tháng 11 năm 2015 với những đóng góp của mình cho nền y học Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch được giới y học tôn vinh là người có đôi bàn tay vàng trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống và là người tiên phong xây dựng khoa phẫu thuật cột sống của Bệnh viện Việt Đức. Việc từng xử lý trực tiếp nhiều ca phẫu thuật khó giúp cho tên tuổi của phó giáo sư Nguyễn Văn Thạch nổi tiếng khắp cả đất nước. Chia sẻ về người bạn đời của mình trên báo chí, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thạch không giấu được sự tự hào: công việc của bà xã tôi chẳng nhàn hơn tôi là mấy, thậm chí còn bận rộn hơn, nhưng nhờ vợ khéo tài co kéo và sắp xếp công việc nên cũng tranh thủ chăm con cái được, còn tôi thì dành nhiều thời gian chăm sóc cho bệnh nhân hơn. Biên tập viên Vân Anh tên đầy đủ là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh năm 1975. Cô là một trong những biên tập viên kỳ cựu của đài VTV khi đảm nhận biên tập viên của chương trình quan trọng như bản tin thời sự 19 giờ. Cô đã để lại ấn tượng với khán giả bởi giọng nói nhẹ nhàng, lối dẫn cuốn hút, chuyên nghiệp. Vân Anh được xem như là nữ biên tập viên giỏi việc nước, đảm việc nhà, là người có kinh nghiệm và tinh thần cầu tiến. Vân Anh luôn là biên tập viên rất hoạt bát, khéo léo trong các chương trình thời sự trực tiếp. Cuối tháng 11 năm 2016, thông tin biên tập viên Vân Anh đã chính thức nghỉ làm tại ban thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bất ngờ. Có thể nhiều người bất ngờ khi tôi rời khỏi VTV, nhưng với tôi thì đó là ý định cũng từ lâu rồi. Tính môi trường làm việc, tính sự tin yêu của khán giả đã níu kéo tôi cho đến ngày hôm nay. Nhưng đến lúc tôi cảm thấy mình cần phải rẽ sang một hướng khác, mở ra một hướng đi mới cho mình, hướng đến tương lai hơn. Tất nhiên là quyết định này cũng rất khó khăn, bởi không dễ gì mình có thể từ bỏ một thứ đã quá gắn bó và thân quen với mình trong suốt 20 năm qua, cô đã chia sẻ. Sau công việc biên tập viên chương trình thời sự 19 giờ, Vân Anh luôn dành thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Chị từng chia sẻ, luôn cảm thấy có lỗi với các con vì quá bận rộn với công việc nên quỹ thời gian chăm hai cậu con trai không nhiều như mong muốn. Mỗi khi thu xếp được thời gian, hai vợ chồng của biên tập viên thời sự Vân Anh lại thích đưa các con đi du lịch. Với Vân Anh, được cùng chia sẻ những cảm xúc khi đến một vùng đất mới, trước mỗi cảnh đẹp, kỳ quan với chồng con là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Dù chênh lệch về tuổi tác và theo đuổi hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, song Vân Anh và ông xã Nguyễn Văn Thạch lại khá tâm đầu ý hợp trong cuộc sống vợ chồng. Tuy công việc bận rộn, nhưng cả hai vợ chồng biên tập viên Vân Anh đều cố gắng dành thời gian bên con và đề ra những phương pháp hợp lý nhằm nuôi dạy hai cậu con trai trở thành những thanh niên năng động, giỏi giang, có nhân cách tốt. Hiện cả hai đang hạnh phúc với tổ ấm có hai nhóc tì thông minh, đáng yêu. Dù bận rộn, nhưng cả biên tập viên Vân Anh và phó giáo sư Nguyễn Thạch đều cố gắng dành thời gian và những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.